Mùa ăn xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Với một chiếc xe cực kỳ độc trong uh, trên toàn thị trường Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn Nó rất rất mới, sản xuất 2019 nhưng mà lăn bánh quãng đường 5 km Anh chị và các bạn nghe xong Bảo chắc chắn chiếc xe này đã tua Nhưng không, chiếc xe này nó vẫn còn rất đẹp, vẫn thơm mùi ghế mới anh chị ạ Tổng quan chi tiết về ngoại thất của chiếc xe anh chị có thể thấy qua Xe có một cái biển số rất đẹp các bác có thể mang cái biển này đi kiểm tra để kiểm tra xem nó có bị đâm vai hay không. Nhưng tổng thể của chiếc xe em quay cho anh chị và các bạn, sơn zin nguyên cả xe. Nốp của chiếc xe vẫn còn rất mà là mới, theo liền đời luôn. Vẫn còn cái uh, tem của nhà sản xuất ở trên cái phần na răng là anh chị bạn có thể biết được là chiếc xe nó đẹp đến cỡ nào rồi. Đấy, xe Vin uh, cái tem cũng như là các phần đết uh, nốp -nope của chiếc xe em quay đầy đủ gầm bệ của chiếc xe đây để các bác có thể tham quan một chiếc xe gần như là mua về chỉ để ngắm. Kính của chiếc xe được dán cách nhiệt và kính màu rồi, anh chị mua về sẽ không phải làm gì nữa. Mọi cái chi tiết của nó thì vẫn còn nguyên bản hết. Đây là những cái chi tiết về phần đuôi xe đây, các bác có thể tham quan từ hệ thống bóng đèn đến những phần sơn di của chiếc xe. Các tính năng an toàn như cản biến đùi, cam đùi đầy đủ. Máy thì sử dụng máy 1.2. Đây là những cái chi tiết về phần đuôi xe, Đấy, những chi tiết nó rất là đẹp anh chị ạ. Xem qua như này anh chị bạn có thể biết là nó có bị đâm vai thay thế gì không. Và không gian cốp chứa đồ của chiếc xe đây các bác có thể thấy qua từ những phần nỉ cốp nó vẫn còn mới như thế này, chất lượng của nó rất là đồng đều anh chị ạ. Từ những phần ốc bắt đèn, rồi đến những phần keo chỉ đính tán của chiếc xe đều giữ được trong tình trạng là nguyên bản xe hiện đang có mặt tại cửa hàng salon ô tô Long Biên số 71A Vũ Đức Thuận, Long Biên, Hà Nội. Các bác mua chiếc xe này thì vừa được rất là hời đấy, món hời đáng để của anh chị lưu tâm về biển số này, về chất lượng của chiếc xe. Đây là những phần bậc cốp của chiếc xe vẫn còn rất là mới, nốt sơ cua vẫn còn mới nguyên đây anh chị này, tem mác của nó vẫn còn đầy đủ, hệ thống đồ nghề kích lốp và thùng cốp của chiếc xe nó vẫn còn giữ được độ đẹp, nỉ cốp nó còn đẹp như này anh chị này tổng quan chi tiết thì em sẽ quay kỹ và rõ hơn để anh chị bạn có thể tham quan và đánh giá chất lượng của chiếc xe mà em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Các bác có nhu cầu thì hãy qua trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm anh chị nhé. Với giá của chiếc xe này thì nó sẽ cao hơn so với cái mức giá của những cái chiếc xe cùng đời. Chất lượng các bác có thể quan tâm, có thể mang qua hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra để đảm bảo an tâm cho quá trình sử dụng sau này tránh bị đâm được những cái xe bị đâm va hay ngập nước chiếc xe này rất đơn vị rất là tự tin bao trách mọi nơi km có thể mang đi kiểm tra bất kỳ nơi đâu đây là những cái chi tiết về hệ thống ghế ngồi của chiếc xe với những phần chi tiết ghế da màu đen có pha lì và những cái viền chỉ đỏ tạo cái tính thẩm mỹ cho chiếc xe và đến phần cánh lái của chiếc xe đây các bác có thể tham quan này chất lượng này từ những cái phần cánh cửa đi vào Mọi chi tiết vẫn giữ nguyên được cái độ mới của chiếc xe. Không khác xe từ trong hãng ra đâu. Tạp đi cánh cửa với các phím điều chỉnh chức năng lên xuống kính chỉnh gương. Bên trong đây là những cái phần còn ốc bản lề của chiếc xe. Và những cái phần bậc lên xuống này. Ghế ngồi của chiếc xe này. Đây là Vinam sản xuất của chiếc xe chị nhé. Sản xuất là 2019. Xe lắp ráp trong nước. Trong quá trình quay mà anh chị và các bạn cần xem chi tiết cụ thể chỗ nào thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ video call hoặc chụp lại chi tiết cụ thể cho các bác. Thẻ nhắc bảo dưỡng tại hãng này anh chị này. Bảo dưỡng 5 km này. Và vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng Phía sau thì là, là, cụm đồng hồ hiển thị thông tin. Với km thực tế của nó là 5.239. Em đọc là 5.000 anh chị nhé. Cho nó đều. Đây là những cái chi tiết về hệ thống màn hình. Rồi là điều hòa của chiếc xe. Với chi tiết cần số này, má ghế chất lượng của chiếc xe nó vẫn giữ được độ nguyên bản, chất lượng cao nhất. Một chiếc xe quá là đẹp, đáng để anh chị và các bạn chọn lựa. Vừa đẹp về hình thức đến uh, biển số của chiếc xe. Và bây giờ ta sẽ cùng tham quan về phần máy móc để các bác có thể đánh giá tầm quan kỹ hơn. Máy móc thì em không hề dọn dẹp gì cả, để nguyên từ khi lấy xe nhà hãng về từ bên uh, nhà khách về. Mọi chi tiết vẫn còn nguyên bản theo nhà sản xuất hết. Thì các bác có thể tham quan từ những con ốc đến những phần ốc mặt máy, ốc chân máy. Mọi chi tiết đều giữ được độ đẹp và độ nguyên bản. Với chiếc xe Hyundai i10 sản xuất 2019, hiện em đang giao bán với mức giá 360 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình.